Mến chào các em, cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông. Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau tiết âm nhạc lớp 9, bài số 4, tiết số 4, học bài hát Nụ cười nhạc của Nga. Trước tiên chúng ta vào bài mới, thì cô nhắc qua bài cũ một chút xíu nhé. Em hãy nêu một số ca khúc thiếu nhi phổ thơ mà em biết. Hãy hát một trong số những bài hát đó. À, ca khúc thiếu nhi phổ thơ chúng ta đã học của bài trước. Cô đã cho các em biết ví dụ như là bài Bụi Phấn, thơ Lê Văn Lộc, nhạc của Vũ Hoàng. Hoặc là bài Tia Nắng Hạt Mưa. Chúng đã ta đã học ở lớp 6, thơ của Lệ Bình, nhạc Khánh Vinh, vân vân. Các em tìm hiểu thêm nhé. Rồi, chúng ta quan sát một số hình ảnh. Đầu tiên chúng ta thấy có hai bạn người dân tộc. Các bạn đang làm gì? Cười rất tươi đúng không chúng ta? Kế tiếp, hình ảnh các anh chiến sĩ. À, cũng đang cười rất tươi. Rồi hình ảnh cô gái cũng đang cười, nở nụ cười rất tươi. Và hai cô thôn nữ đang cầm bó lúa, thu hoạch mùa màng với nụ cười cũng rất tươi. Vậy hôm nay chúng ta cũng cùng nhau học hát bài Nụ cười, nhạc Nga, lời Việt của Phạm Tuyên. Cô giới thiệu các em một số hình ảnh về nước Nga. À, thủ đô là Moscow và người lãnh tụ đứng đầu của nước Nga đó là Lenin. Hình ảnh một số lễ hội dân tộc, múa dân gian của Nga và búp bê gỗ là biểu tượng đặc trưng của nước Nga. À, các em đã từng học ca khúc nào của Nga ở lớp 7 nào? À, các em xem các đáp án sau đây. A. Ở trường cô dạy em thế. B. Katyusha. C. Hành khúc tới trường. À, chúng ta có cái đáp án B nha các em. Đó là bài Katyusha. Đầu tiên cô sẽ đi vào phần giới thiệu bài hát. À, các em nhìn thấy hình ảnh đó là chuột chuỗi Enos nha. Năm 1977, bộ phim hoạt hình chuột chuỗi Enos của họa sĩ A. Sukhov được trình chiếu ở nước Nga và đã được các bạn nhỏ rất yêu thích. Nụ cười là bài hát chính trong bộ phim này. Bài hát do Vysensky viết nhạc và A. Pliskovsky viết lời. Với hình tượng tiếng cười đầy vui vẻ, trong sáng, hồn nhiên và nhí nhặn, bài hát không chỉ được nhiều thiếu nhi mà cả người lớn cũng yêu thích. Bài hát được dịch ra nhiều thứ tiếng và lời Việt do nhạc sĩ Phạm Tuyên phỏng dịch. Bài hát Nụ cười là một ca khúc quen thuộc của thiếu nhi nước Nga. Bài hát ca ngợi niềm lạc quan trong cuộc sống của tuổi trẻ. Ở đó, tiếng cười đem lại niềm vui và hạnh phúc. Bài hát được chia làm hai đoạn. Đoạn A, từ đầu cho tới cùng cất tiếng cười. Đoạn A viết ở giọng đô trưởng, tính chất âm nhạc trong sáng, rộn ràng, diễn tả cuộc sống tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Đoạn B, để làn mây cho tới đến hết. Đoạn B chuyển sang giọng đô thứ, giai điệu trong đoạn B như một nét buồn thoáng qua, rồi trở nên rắn rỏi, nghị lực, thể hiện niềm tin tưởng tình đoàn kết của bạn trẻ trong tiếng cười lạc quan. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu, phân tích bài hát Nụ cười. À, cho cô biết tính chất của bài hát như thế nào?
À, tính chất hơi nhanh. Bài hát được chia làm mấy đoạn? À, như hai đoạn hồi nãy cô đã phân tích cho các em xem nha. À, đoạn 1 từ cho trời sáng cho tới tiếng cười. Thì các em thấy đoạn 1 này hóa biểu không có thăng, không có giáng. Nốt kết thúc là nốt đô. Như vậy đoạn 1 được viết ở giọng đô trưởng. Đoạn 2 từ để làm mây cho tới hết. Thì các em thấy đoạn này xuất hiện ba cái dấu giáng. Đó là si giáng, mi giáng và la giáng. Nốt kết thúc cũng là nốt đố. Như vậy, đoạn 2 được viết ở giọng đô thứ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe hát mẫu bài hát nụ cười nhé. Chúng ta trước khi hát thì chúng ta qua phần luyện thanh nhé các em. Chúng ta có mẫu mì mi mí mi mà ma má ma mà. Mà.
Rồi trước khi chúng ta học hát thì cô nhắc lại chúng em, các em tìm hiểu thêm nè. Đầu tiên các em thấy chữ nhịp C có cái đường chia đôi thấy không? Nhịp C mà có chia đôi 4 4 chia đôi như vậy đó là nhịp 2 2. Các em thấy số 2 ở trên thì là nhịp có 2 phát. Và số 2 ở dưới bây giờ mỗi phát sẽ bằng hình nốt trắng. Như vậy nhịp 2 2 là nhịp có 2 phát. Mỗi phát bằng một nốt trắng, phát 1 mạnh, phát 2 nhẹ. Câu 1. Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười. Thì ở đây các em thấy ngay chữ cười. Một chữ cười mà có hai nốt nhạc. Có một cái đường cong nối hai nốt nhạc. Thì ở đây các em thấy cao độ giống nhau. Nên người ta gọi đây là dấu nối. Tiếp tục dấu nối ở câu số 2 ngay chữ nơi. Dấu nối ở câu số 3 ngay chữ vui. Dấu nối tiếp theo câu số 4 ngay chữ cười. Và những dấu nối còn lại các em thấy xuất hiện ngay chữ xô. Ta. Chữ nhòa. Vân vân ha. Rồi sau dấu nối thì các em thấy xuất hiện dấu lặng đen. Em ngay coi câu 1, cuối câu 1 ngay chữ cười, đầu câu số 2, các em thấy xuất hiện dấu lặng đen không? Ở chỗ đó là nghỉ một phát nha. Rồi để chúng ta lấy hơi đó. Rồi ở cuối bài, tràn ngập lòng ta ngay chữ ta, các em thấy có cái đường cong, có cái dấu chấm, dấu mắt ngỗng, người ta nói là dấu ngân tự do đó nha. Rồi giờ chúng ta sẽ tập hát theo từng câu một. Các em nghe cô đàn từng câu. Bây giờ cô sẽ đàn câu đầu tiên. Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười. Các em chuẩn bị. 2, 1. Lần nữa các em. 2, 1. Giờ các em nghe câu số 2. Chúng ta nghe lại giai điệu câu số 2. Rồi chúng ta cùng hát. Cầu vồng thêm. 2, 1. Rồi chúng ta chuẩn bị lấy hơi. Hát lại cho cô câu số 2. 2, 1. Cầu vồng thêm lung linh màu sắc ánh lên ở góc trời. Tốt lắm các em. Chúng ta nối câu 1 sang câu 2 nha. Rồi chúng ta cùng hát. Cho trời sáng. 2, 1. Cho trời sáng lên. Sang câu số 3. Ta nghe giai điệu. Nghe lại câu số 3. Rồi chúng ta cùng hát. Nụ cười tươi. 2, 1. Nụ cười tươi. Chúng ta cùng chung niềm vui. Hát lại lần nữa câu số 3. Nụ cười tươi. 2, 1. Tốt lắm các em. Câu số 4 nha, ta nghe giai điệu. Chúng ta nghe lại. Câu số 4, bắt đầu. Ở câu số 4 này các em nhớ cái lời ta, nó hơi nhanh, nó đi một lèo luôn đó. Trong cuộc sống đầm ấm yên vui, ta cùng cất tiếng cười. Rồi chúng ta bắt đầu hát. Trong cuộc sống. 2, 1. Trong cuộc sống đầm ấm yên vui, ta cùng cất tiếng cười. Lần nữa nha
nguyên đoạn 1 nha. Cho trời sáng lên. Chuẩn bị 2, 1. Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười. Cầu nguyện đêm lung linh bao sức ấm lên ở con nhân. Cầu cười tươi chúng ta cùng chung niềm vui. Trong cuộc sống đừng ấm yên tươi ta cùng con niềm vui. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn số 2. Câu số 5. Cái đoạn này cũng khá quen nên cô có thể cho các em nghe nguyên một đoạn luôn nha. Ta nghe nhẩm nha. Bắt đầu. Ta nghe lại câu số 5 và câu số 6. Bắt đầu. Để làm mây, 2, 1. Để làm mây cùng bay đi xa, những giọt mưa bay bay bên ta. Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sông sông. Lần nữa nha các em. Để làm mây, chúng ta lấy hơi, 2, 1. Để làm mây cùng bay đi xa, những giọt mưa bay bay bên ta. Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sông. Rồi tới đây chúng ta nghe luôn câu 7, câu 8, câu 9 luôn nha. Chúng ta nghe giai điệu. Bắt đầu. Tiếng cười vui. Câu số 7. Bắt đầu. Rồi, ta bắt đầu hát câu số 7 nha. Tiếng cười vui. 2, 1. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn bên xa, tiếng cười là bạn những tháng năm của tôi đi theo bạn. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn bên xa, tiếng cười là bạn những tháng năm không thể nào xa nhòa. Lại nhé các em. Tiếng cười vui câu số 7. 2, 1. Đoạn 2 nè. Để làm mây, 2, 1. Để làm mây không bay đi xa, tiếng cười vẫn bay cùng bên ta. Để dòng nước từ con suối xinh tận dòng sông sông. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn nhân xa. Tiếng cười là bạn những tháng năm của tôi đi theo. Cho trời, các em thấy cái dấu hai chấm không? À, ký hiệu đó ta gọi đó là dấu nhắc, nhắc lại. Và các em đấy thấy khung số 1, khung số 2 không? Lần 1 ta hát khung 1. Lần 2 ta nhắc lại từ đầu, cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng. Tới đây các em hát cho cô lời 2 nha. Rồi sau đó, khi hát lần 2 các em nhớ là bỏ khung 1, nhảy qua khung số 2 để hết bài nha. Giờ chúng ta quay lại lời 2. Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng. Rồi cô đàn giai điệu.
Các em nhẩm theo lời hai giùm cô nha. Nhắc lại lần hai, bắt đầu. Trời sáng hai một, cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng. Tình tươi sao bao nhiêu ưu ám sớm mưa và bão buồn. Rừng âm u đã thức dậy đón ngày mới. Trong cuộc sống đậm ấm nên vui ta. À, cô xin lỗi. Trong làn nắng lộng gió. Số 2 nha. Rồi giờ chúng ta sẽ hát toàn bài nha các em, theo nhạc đệm của cô nha. Chúng ta hát karaoke bài này nha các em. Tốc độ sẽ chậm hơn chút xíu nè. Thank you.
Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe bài Nụ Cười do các bạn thiếu nhi Nga biểu diễn nha các em. Các em thấy đó, trong cuộc sống chúng ta không thể nào thiếu tiếng cười. Bài hát muốn gửi gắm chúng ta niềm lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống. Ở đó có tiếng cười đem lại hạnh phúc cho muôn nhà và muôn người. Rồi, bài tập về nhà chúng ta, các em cố gắng học thuộc lời bài hát giùm cô nhé. Chúng ta làm bài tập trong sách giáo khoa và chuẩn bị cho cô tiết số 5. Tuần sau chúng ta sẽ ôn bài hát Nụ Cười và chúng ta sẽ có bài đọc nhạc số 2 giọng Bi Thứ. Các em về xem nốt trước giùm cô nhé. Cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông mến chào các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học của tuần sau. Các em nhớ vào học hết nhé và rủ các bạn vào cùng học luôn. Mến chào các em.